Xin chào mọi người, đây sẽ là anh heo của Pamon sẽ đi bắt con rinh đè. Một bài hát rất quen thuộc đó là Kiếp Về Sầu. Bây giờ mình chuẩn bị đi nha. Đây là anh Mon này. Anh này là anh xin lỗi vừa về từ lính. Trước đây mình đã cho các bạn biết trong vụ bạn đi kéo cá rồi. Còn Trinh nha mọi người. Còn Trinh các bạn nhá. Năm nay mới 25 tuổi thôi. Hôm nay nữa, hôm nay cũng vẫn còn Trinh. Rồi anh em mình sẽ bật đi các bạn nhé. Để chuẩn bị để bắt nhung rồi. Cái quạt tròn này. Và đây là con kỳ đà mới phát triển. Nó có bốn chân nhưng nó không có đuôi. Nó đuôi đuôi có. Con kỳ đà là con cái. Tin tui mà tin đi tao mà không được kìa em. Hỏi em. Ồ, chờ cái đi tao muốn lấy đèn khỏi. Lấy thử tin lấy tin. Này có hai diễn viên đang leo cây rồi các mọi người nhé. Đúng quá, cái con này nó đáy gớm luôn à. Tại vì nó hát hò hay quá, tụi mày không tha rồi nó. Ủa nó đáy, ui giời nó đáy. Thấy mọi người bắt nó đáy, đáy kinh khủng. Hai thanh niên ở dưới trên thả xuống và hai dưới này bỏ vào chai nước. Cây này cao 17 mét các bạn nhé. Bây giờ hai anh này leo tới cái đoạn thử 15 mét rồi. Đây là góc nữa này. Đây là cây cổ thụ. Phần về sau là hai anh ở đây. Ui giời nó đáy, đáy kinh khủng quá. Mình vừa 18 xong rồi, ông này đáy kiểu này chắc về là 8 nữa đây. Rồi tí thì mình sẽ quay sản phẩm nha. Đấy, âm lắm vậy. Cái con này nó biết xấu hổ bạn ơi. Tóm này chứ. Giờ nó hết hứng rồi. Hứng về hôm đêm ngoài hôm qua mà. Tập đi. Này cho mày hứng nè. Hứng trong cái lò này nè. Thấy các bạn thấy bắt rất là nhẹ nhàng không? Yeah. Thấy là đau đen thì lùi rồi thấy gì? Đang lên đi. Chiếu qua rồi thấy rồi đấy. Giời ông này được. Cắt bắp thủ công rất hiệu quả. Đúng là máy bắt về cho bằng cơm. Thấy mặt anh ta rất là đẹp trai các bạn nha. Qua 2 năm đi nghĩa vụ về nhà người ta đào tạo bắn súng giờ nó về nó bắt con về sầu đấy. Nhưng mà hơi tiếc là bị yếu sinh lý. Ai biết nó yếu hay không, ai biết được nó yếu hay không. Cho ai biết được cái tầm sinh, ai biết được nó yếu hay không yếu. Nó cụ tao bên lớp. Bỏ gì mà không. Tao bắt con ve đi vào lòng đất. Công chúa đang rất thích chơi này. Chồng thì tên vợ thì biết hai vợ chồng rất là tình cảm yêu bên nhau tiếp tay cho người vợ của ông kia là không sinh con được lấy nhau được 3-4 năm để sinh đưa các con
chắc chạy thì tinh lên tàu quá. Các bạn nghe âm thanh rất quen thuộc đúng không? Đấy, coi chứ. Gần nửa bao luôn các bạn nhá. Bây giờ mình lấy nó mình về lại nha. Giờ mình là thành quả hôm nay mọi người, anh em mình. Mọi người biết đây là con gì không? Anh yêu sinh lý. Mày qua rồi. Mày rau. Dê đây. Cái con dê. Rồi chịt bọn lắc rồi. Chịt mở rồi. Ah, cái này phạm cái này đeo. Nó không đi mà.